lẽ anh ấy ngụy trang, không ngụy trang nó không giống nhau. Ở đâu rồi? Thấy thấy đang đang chuẩn bị đám mời anh nữa. Ra cũng thì định đánh con chú đấy, định lao Vâng, lên định định lao lên rồi, đấy. Ừ, quay lại. lao thẳng vào đấy nó lại quay lại con thứ này. Lên này, lên. Bướm. Bướm rồi, làm đi. Con chú nó lao hẳn ra lại thấy chứ. Giờ làm nó rớt ngay đấy đi. Lên này. Căng ấy. Căng. Lên này, lên này, anh lên, mà lên, lên không? Tôi lên dần đấy. Xoay. Căng lắm này. Vâng. Bám lại, Lên, bám lên, sang lên, lên. Bám lên trèo dần lên đánh. Em nghĩ là lên đấy. Bám... Lên, đít con mãi áo anh. Lại lên. Nhưng con này nghe có vẻ là máu đá con của em hơn nhỉ? Kệ nó lại xuống rồi. Ủa cái lúc căng căng lấy tường đá nhỉ? Đi mẹ. Ủa không, cái lúc của nó định đá trộm quả nhanh đấy. Bay lửa xong lại dừng lại. Xuống tiếp đá đấy, nơi vào nó vần con anh. Không biết được chết đâu rồi. Nó đứng đâu ấy? Bên kia này, đầu ấy, đầu con này. Em nhớ không nhầm như bên tay trái thôi. Ngồi bên tay trái, bên tay trái. Con này lăng xăng phết. Đứng bên trái ngang mặt lồng nha, cách khơ khớ hôm nay mình đánh con ở trên cái chỗ con gì đấy mà cũng phi mà phải ngụy trang lại mấy lần đấy, còn đấy phi quả kinh nha. Con đấy em vẫn đang nuôi ở nhà ấy, chưa thấy gì nữa mà đang sứt. Đến gần rồi đấy. Cạnh lồng. Đâu đây? Cạnh cạnh đấy. Cách tầm 2 ga. Kìa đánh một con đang đánh trẻ vào móc lồng phát đi ra một tí vào một tệt rồi. Chả biết nghe nó ngay bụi tre mình móc vào dối dàn xuống đi.
Thì nghe nó lại sang kêu bé bé rồi mình cứ quay mặt sang rồi nghe kệt rồi. Mèo á? Đấy, buồn cười đang kể đấy. Bịt mẹ ngày mà đánh được khoảng hai đôi như này cũng hết ngày. Nó đứng ở bên tay trái, nó nấp cái cây chanh. Đấy. Đấy. Cành lồng.